Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay cảm ứng cho iPad 4. Thì cái cảm ứng iPad 4 này nè, nó sẽ dùng chung với cái iPad 3 ha. Nếu mà các bạn khi mà mua không có cái cảm ứng iPad 4 á, thì các bạn có thể dùng cảm ứng iPad 3 cũng được. Thì hai cái này nó dùng chung với nhau. Đồng thời mình có thể sửa lại cái phím home á, cân chỉnh canh cho sao cho nó vừa khớp là ok ha. Thì đây, khi nào mà chúng ta cần thay cảm ứng cho iPad, thì đối với cái dòng iPad 4, iPad 3 gì đó, đó là những cái dòng cảm ứng rời ha. Có nghĩa là mặt kính cảm ứng á, này nè, nó tách rời, nó không ép chung với cái màn hình mà nó làm hai cái tách biệt nhau. Khi mà bị lỗi một trong hai cái á, mình có thể thay riêng rẽ ra được nha. Ví dụ là trường hợp á, mà cái cảm ứng á, nó bị hư á, thì mình không cần phải thay nguyên bộ cảm ứng màn hình mà mình chỉ cần thay cái cảm ứng thôi. Như vậy á, là cái giá thành mà chi phí thay á, khá thấp ha. Nó không như những cái loại mà cảm ứng với màn hình nó dính chung với nhau như mấy dòng iPhone á. Thì nếu trong những cái trường hợp mà cảm ứng iPad 4 của mình á, nó bị rơi vỡ bể nát nè, thì tất nhiên á, cái điều mình bắt buộc mình phải thay cảm ứng ha. Hoặc là trong trường hợp mà loạn á, có nghĩa là mình thao tác á, mình bấm cái này á, bấm giữa thì nó ra cái bên cạnh hoặc là phía trên ha, là bấm cái này nó ra cái kia á, thì mình bắt buộc mình phải thay cảm ứng. Còn những cái trường hợp bị liệt nè, có nghĩa là mình bấm thao tác ở trên cảm ứng á, nó không có tác động ha, nó không có nhận cái lệnh điều khiển của mình đó, thì mình cũng phải thay. Và cái trường hợp cuối cùng là chập chờn ha, lúc được lúc không á, có nghĩa là khi mình bấm á, thì lúc mà nó có lúc là thì nó ăn, có lúc nó không ăn á, thì những cái trường hợp này á, mình cần thiết mình phải thay cảm ứng mới. Ở đây mình loại bỏ cái những cái trường hợp mà nó bị lỗi do men ha. Thì khi mà nó bị như ở đây á, liệt cảm ứng á, thì nó có hai trường hợp, một là bị lỗi do men, hoặc hai là bị lỗi do cái cảm ứng. Thì lỗi do men ở đây có thể là có thể nhiều nhất là bị socket nè. Thì đây mình loại trừ những trường hợp này, mình chỉ nói về cái phần nguyên nhân lỗi do hư cảm ứng ha. Thì cái thao tác thay như thế nào? Ở đây cái iPad 4 của mình là A1460 ha. Có như trên tay của mình nè, cái cảm ứng này hoàn toàn liệt nha, bấm nó không tác dụng nè. Thì đây mình sẽ tiến hành mình thay cái cảm ứng này. Đó, lúc được lúc không ha. Còn cái A1460 á, thì phía sau á, ở đây nè, các bạn có thể nhìn một cái dòng chữ dưới đây là ghi A1460 á. Là thì cách này cách dễ dàng nhanh nhất, mình có thể xem cái này á ở trong cái phần cài đặt chung á, nhưng mà ở đây mình xem trực tiếp đây nè cho nó dễ nhanh nè. Thì đối với những cái bạn nào mà không biết iPad mấy á, thì mình cái dòng chữ này A1460 á, các bạn có thể lên Google các bạn search, thì nó sẽ ra cái thông tin là iPad 4. Rồi, khi mà mua cái cảm ứng mới á, bạn lưu ý cho mình á, thì có hai loại, một là loại tháo máy, hai là loại linh kiện ha. Nhưng mà các bạn nên mua loại linh kiện zin nha, xài cho nó bền. Đồng thời á, những cái cửa hàng á, nó sẽ bảo hành cho mình ha. Các bạn lưu ý khi mà mình test, nó sẽ bảo hành cho mình mấy ngày á, thì mình tuyệt đối là không gỡ cái guarantee của nó ra. Đó là những cái miếng kiến dán mà nè, phía mặt trước mặt trong đây nè, phía trong nó cũng có guarantee ha. Thì mình test ok á, mình có thể đổi trả được nha. Thì khi á, mà mình mua về mình test cho kỹ, đến khi mà mình đảm bảo chắc chắn á, thì mình mới dùng cái keo, ở đây là keo E8000 ha, mình dán ron dán viền bằng cảm ứng này.
Thế đây cảm ứng mình mới mua về ha, còn nguyên siêu luôn, guarantee vẫn còn ha. Ở đây nút home á, thì nếu cái này là cảm ứng của iPad 3, tại vì iPad 4 á, nó hết hàng á, mình có thể mình chỉnh sửa lại cái một số cái nút home như thế này nè. Thì hai ở đây là hai vị trí bắt ốc á, thì mình gắn vô vừa là vừa nha. Lưu ý mình mua về á, thì mình quan sát cái cảm ứng của mình á, nó không bị nứt hay nè. Nếu mà có trường hợp á, đó là mình phải đổi trả ngay nha. Mình test tại cửa hàng trước. Thì mình khuyên các bạn mà những cái trường hợp mà cái cảm ứng mà nó cửa hàng á, nó test á 2-3 ngày á, thì mình nên mua nha. Vì lúc đó mình tránh cái trường hợp mà mình gỡ cái guarantee ra rồi để mình test. Nếu mà trường hợp ok á, thì mình mới tháo guarantee ra, mình dán kính luôn nha. Rồi đây là cái cảm ứng mới mua. Mình tiến hành mình thay cảm ứng mới nha. Rồi để mà thay cảm ứng á, thì mình ở đây mình sử dụng một cái máy sấy tóc, mình hò nóng cho nó kêu nó dễ bung ra ha. Mình sẽ sấy nóng qua cái đường, những cái đường viền cái này nè, đường viền bên ngoài á. Một số bạn có thể dùng cồn hoặc là cái nước mà tẩy cái keo á, thì ở đây mình không cần thiết, mình dùng chỉ cần dùng mấy cái tóc á, mình sấy cho keo nó mềm ra được rồi, dễ lấy hơn ha. Mình thao tác cái phần nút home trước nè. Các bạn lưu ý cho mình á, là cái chỗ phía mặt bên đây á, nó sẽ có socket nè, socket nó còn nó nằm về mé bên cây phải cây trái của mình đó. Thì socket thiết kế socket màn hình với socket cảm ứng nằm thiết kế bên đây. Rồi ở đây mình dùng một số cái lưỡi lam đây nè, mình sẽ sắn nhẹ vô. Nếu mà khó quá các bạn dùng cục hít cho mình. Rồi mình sẽ dở từ từ ha. Dở lên rồi mình lấy cái lưỡi lam á, mình nhét vô đây ha. Bạn nhóm nhóm ra được rồi. Ok. Rồi mình tiến hành mình sấy sắn nữa. Sấy mà các bạn cảm thấy nó sờ vô hơi nóng nóng là được nha, không cần phải sấy phỏng tay đâu. Rồi ở đây mình dùng một cái dũa móng tay nhỏ nhỏ, dẹp càng tốt ha. Mình sẽ nạy cái viền xung quanh. Khiếm quá, mình tiếp tục mình sấy. Đó mình đẩy cho nó keo, tại vì keo á của nó là bốn mặt luôn. Mình đẩy hết đường viền luôn. Cái góc của nó hơi nhiều keo ha. Tại mình sấy nóng là nó mềm keo rồi, mình đẩy cho nó dễ. Đẩy từ từ thôi.
Đó, trong trường hợp này nè, nó cứng quá thì mình sử dụng một ít cồn ha. Cồn có thể cồn 90 độ hoặc cồn 70 độ á. Rồi, mình chấm như đây nè. Mình ủi như vậy á, là cồn á nó sẽ làm rã keo ra. Cái keo này là keo hai mặt. Đó, đến cái phần này á là phần cáp của màn hình với cảm ứng á, mình cẩn thận ha. Mình tiếp tục mình rã ở đây, tránh ảnh hưởng. Nó cứng quá nè. Cho một ít cồn vô là nó dễ ra hơn ha. Rồi, rút ra. Đó, như vậy là mình lấy được một cạnh của cái cảm ứng iPad 4. Nè, ở đây vẫn còn keo nè. Mình sẽ ít cồn nữa. Đó, mình sáng từ từ thôi. Các bạn chú ý quan sát cáp của mình nha, đừng có làm đứt cáp nha. Đó, mình rạch nhẹ nhẹ thôi rồi. Keo của mình á là nó sẽ bung ra. Đó, như vậy mình đã tách được cái phần cảm ứng ra khỏi cái sườn máy ha. Rồi các bạn quan sát cho mình nè. Những cái vị trí này á là những vị trí mà mình cần phải tháo ra, đó là có, ở đây có hai con ốc cái này nè. Ngay chỗ nút home của mình á, đây là các cái nút home ha. Ở đây mình dùng cái ba ke. Đó, mình vặn hai ốc này để tháo cái nút home ra trước. Tránh làm đứt cáp nút home ha. Ốc thì mình để chỗ cái cục 500 á, nhỏ nhỏ cũng được, để cho nó tránh bị rớt, bị thất lạc. Rồi mình lấy tay á, mình sẽ lẩy cái phần cáp nút home này ra, đẩy nó ra, kéo nó xuống. Đó, như vậy á là mình được một cái phần mà cảm ứng á, mà nó đã bị tấm home rồi. Các bạn lưu ý cho mình đó, bốn góc này nè là bốn góc màn hình ha. Mình dùng cái bút ba ke mình mở ra bốn góc này luôn ha. Thì mình tách màn hình ra mình mới lấy được cái sợi cáp của cái cảm ứng. Lưu ý để cho cục 500 á, để cho nó hít nha. Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn từ từ chậm rãi thôi. Còn nếu mà các bạn mà thợ chuyên nghiệp á thì mình thay nhanh hơn. Ở nhà mình mua cảm ứng và tự thay luôn nha, không cần mình phải ra tiệm thay ha. Thì chi phí mà ra tiệm á, thay một lần thay cảm ứng này cũng mấy trăm nghìn á. Rồi, mình gỡ được bốn con ốc cố định cái màn hình LCD này nè. Ở đây á, mình sẽ lấy cái màn hình lên ha. Rồi các bạn quan sát nè. Ở đây á, là cái phần cáp màn hình ha, nó gắn vào cái endo bằng cái socket màn hình nè. Còn ở đây là cái một sợi cáp đôi á, gắn vào hai của cái cảm ứng của mình á. Thì đây mình sẽ tiến hành mình dùng cái
cái cây nhựa mình nảy nảy lên ha. Mình lưu ý á, các bạn lấy cái cây nhựa mà cái đầu này nè, cái dẹp một tí ha. Còn nếu không được á, các bạn có thể dùng móng tay các bạn lẫy lên, lẫy socket lên, lẫy từ từ nhẹ nhẹ nha. Hoặc là các bạn có thể dùng chính cái vũ móng tay nè, mình lẫy nhẹ nhẹ lên là được ha. Lưu ý với các bạn á, là mấy trước tiên làm á, thì mình phải tắt nguồn trước nha. Đó, mình lấy móng tay mình lẫy lên hết. Rồi sau khi mà mình gỡ cái socket của màn hình và cái cảm ứng ra, rồi đây mình dùng cái nhíp á, mình rút ra đây nè, nhóm cái màn hình cho nó tách ra cao cao tí. Rồi mình sẽ dùng cái nhíp thẳng mình đẩy lên, từ nó dưới đây nó keo ít đó, đẩy mà rút ra được. Rồi đây nè, mình là tắt được cái màn hình của nó ra thôi nha. Lưu ý nha, các bạn phải mở cái socket đây nè, socket của màn hình ra và socket của cảm ứng ra hết nha, đẩy nó lên vì nó lúc đầu nó úp xuống nó gài, còn giờ mình đẩy lên là nó mở ra nha. Đó, đây là cái món ăn của mình nè. Rồi mình để sẽ để qua bên. Tiếp theo á, mình sẽ gõ cái phần cảm ứng lên luôn nha. Đây, mình lấy tay mình rút ra. Nói chung làm khá dễ, các bạn làm quen tay á, tại vì mình hướng dẫn nó hơi chậm xíu. Còn các bạn ở nhà, các bạn nhìn cái video clip của mình á, rồi các bạn nhìn các bạn thay thế được rất nhanh. Đó, đây là cái phần cảm ứng ha. Rồi, cảm ứng hư mình có thể mình lấy cảm ứng mới mình thay vô. Rồi để mình nói thêm một xíu nữa là trong trường hợp mà các bạn muốn thay pin cho cái con iPad 4 này á, thì mình ở đây nè là cái cục pin của nó. Đó, thì các bạn mở ốc ngay chỗ cái này nè, rồi mình rút ra ha. Mình đẩy cái pin đây nè. Có mấy cục pin của mình đó. Ở đây mình có 3 sợi pin ha, nó ghép song song với nhau, thì mình mở ốc ra mình rút ra ha. Thì đây là hướng dẫn luôn cái cách thay pin cho iPad 4 luôn. Ở đây có 3 sợi pin nó ghép song song với nhau thì lượng của nó là 11.560 mAh ha. Cái điện áp của nó là 3,7V và nó dùng những cái sợi pin là lipo ha, lithium polymer nè. Thì đối với những cái trường hợp mà cái iPad của mình á, nó pin của nó không cầm hoặc là pin bị phù á, bị phồng, thì mình có thể mình tiến hành mình thay pin mới ha. Rồi ở đây mình không nói về vấn đề thay pin, mình tiến hành mình thay cảm ứng đi. Đây nè, đây là cái cảm ứng của nó còn nguyên garanti ha. Thì mình khuyên các bạn á, trước tiên á các bạn test trước, khi mà chẳng hạn như cửa hàng á nó cho mình 2-3 ngày test ok á, trong trường hợp mà trục trặc á thì mình đổi trả được ha. Nè, còn nguyên garanti bên trong bên ngoài á, mình giữ nguyên luôn. Thì trong trường hợp á, một số bạn á có thể thay nút home. Đây nè, mình gỡ cái nút home ra, rồi mình gắn cái cách form vô lại nha. Đây là cái iPad 3 ha. Thì nó iPad 3, iPad 4 á, xài chung với nhau. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành mình tháo hai cái ốc cho này nè. Đây là
cái nút home cũ, thì mua cảm ứng nó sẽ có cái nút home sẵn cho mình luôn nha. Đó, mình sẽ gỡ. Đây là cái nút home của nó. Như vậy khi mình mua cái cảm ứng về, như ở đây là cảm ứng iPad 3, thì mình sẽ được một cái nút home như thế này nha. Mình sẽ tháo cái nút home ra. Đó. Rồi mình sẽ ở đây á, là cái nút home của nó là có phần nhựa ở đây nè, nó sẽ tiếp xúc với cái cáp nút home đây. Thì nút home này của mình là có sẵn rồi, mình chỉ cần bắt áp vô là xong ha. Ở đây là có hai cái lỗ mình lấy mua vàng vô. Rồi tiếp theo mình khoan gắn cái cảm ứng vô trước. Ở đây mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cái viền xung quanh nè, tại vì xung quanh đó nó có keo hai mặt quá, hoặc là những cái lớp keo cũ mà khi mà lúc trước á mình cái máy này có thể bị thay pin rồi, thay cảm ứng và thay màng vân vân, hoặc là sửa bo, thì mình không biết như thế nào. Thì ở đây khi mình tháo ra mình sẽ vệ sinh lại ha. Đây nè các bạn, nên vệ sinh sập keo trước nha, trước khi mà mình gắn cảm ứng vô mình test hoặc mình thay. Còn có thì mình cho một ít cồn ở đây nè, vệ sinh sạch sẽ trước. Tí nữa trong trường hợp á mình tra keo vô á nó sẽ ổn hơn ha, nó không bị vướng, không bị cộm lên tất cả cái phần keo thừa ở đây nè. Ở đây nó gắn cái keo vàng ra, thì lúc trước á bình thường á thì iPhone sử dụng keo hai mặt nè, keo đen đen như thế này nè, dùng cho iPhone, iPad luôn nha, giống như keo 3M. Nhưng mà nay á thì máy này thợ làm trước rồi, nó sửa thì nó gắn keo con chó ha, keo này keo vàng vàng á, mình tiến hành mình vệ sinh lại hết. Các bạn nên vệ sinh kỹ ha, tất cả mọi chỗ. Mới mốt mình tra keo vô á, nó bằng phẳng, nó khít luôn, nó không bị cộn không. Mình làm bốn phía luôn. Nói trường hợp mà nó cứng quá, còn lấy một ít cồn thôi, cồn 70 độ hay 90 độ, cồn y tế cũng được. Đó, mình sủi cho keo nó bung ra. Nói chung mình làm kỹ á, muốn thì mình dán nó kín hơn, nó không bị cộm lên, bị hở cái cảm ứng ha. Rồi sau khi các bạn làm sạch keo mình tiến hành mình bắt ốc cái nút home vô. Đó, đây cái cảm ứng mới còn nguyên siêu anti ha. Mình lưu ý các bạn đây là cái cảm ứng mà mình chưa có gỡ siêu ra, để trong trường hợp mà nó bị trục chặt gì á mình có thể bảo hành mình đổi trả được nha. Rồi mình ướm vô cái phần cáp nút home á, ướm sát cho cái lỗ của nó. Là mình để cái nút home của mình á nằm sát cái góc của cái cáp nút home. Đó, mình bấm á, mình cảm giác á nó có độ nảy ha, là ok. Rồi mình lấy hai ốc mình bắt vô thôi.
bắt cho mày cố định cái nút home này. Đó, mình chỉ cần đặt đúng vị trí là các bạn siết góc vô được này. Siết vừa tay thôi nha, đừng cứng quá. Tránh bị thương răng á. Đó, yêu cầu cái này á mình bấm nè. Bấm nút home á có độ nảy ha. Nó kêu tạch 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 á. Là ok. Rồi, và là mình gắn nút home thành công rồi. Tiếp theo đây á, mình tiến hành mình gắn cái cáp cảm ứng vô trước. Nói chung á mình làm từ từ, làm nhẹ nhàng thôi. Tuyệt đối á mình tránh cái trường hợp mà vội vàng hấp tấp ha, hoặc là làm ảnh hưởng đến cái cảm ứng của mình mới mua. Ở đây mình khoan, mình tháo hai cái siêu ra nha. Mình sẽ giữ nguyên lại. Đó. Cái keo này mình giữ lại luôn. Phòng ở trong trường hợp mà mình đổi trả, mình sẽ dán lại cho người ta. Rồi. Ở đây mình lấy tay mình luồn nè, mình đẩy cái sợi cáp vô. Thì mình sẽ mở hai cái socket vô trước nha, hai cái socket của cái cảm ứng á, mình mở ra. Rồi cáp cảm ứng á nó có hai cái gờ, mình đẩy vô sát vô được rồi. Liếc bóng tay á, mình đẩy sát vô, sát hai gờ vô, mở bung hết cái cảm ứng ra. Rồi ok, khi mà đã sát rồi á, mình đẩy cảm ứng xuống cho nó giữ cố định. Đó các bạn, mình chỉ cần nhấn cái socket dài xuống là ok ha. Rồi như ở đây á, yêu cầu ở đây của mình là cái phần mà đây nè, nó sẽ không bị hở ha, nó bằng nhau ha. Một socket đó nó không có cái vạch trắng trắng của nó, không thấy xuất hiện luôn nha. Mình gài sát vô nó mới tiếp xúc ăn. Rồi phần tiếp theo của mình là gắn lại cái màn hình thôi. Để cái làm màn hình của mình ha. Đó mình dỡ lên rồi mình gài tương tự y hệt vậy. Nè, ở đây là cái socket màn hình nè. Mình lại đẩy lên ha, rồi mình lấy cái tay á, mình nhét vô. Gài xíu là nó xuống rồi. Làm cẩn thận á. Đó. Đẩy sát vô. Nè, nó sẽ không thấy cái vạch trắng trắng nha, tại vì ở đây một vạch trắng trắng á, mình đẩy sát vô. Đẩy bóng tay á kìa. Rồi, mình gài lại cái socket màn hình là xong. Ok. Như vậy á là cái quá trình cái cảm ứng mới đó thành công thôi. Đây mình bắt đầu mình test cảm ứng thôi, mình khoan vừa dán keo nữa. Cái garanti của mình á, các bạn nên giữ nguyên luôn nha. Đây nè. Tại vì trong còn trong quá trình mà nó sẽ shop á, nó sẽ bảo hành cho mình đó. Mình tiếc không rồi bật nút nguồn lên. Rồi mình test cái cảm ứng mới. Cho nó boot, nó khởi động lên ha. Đó, khi mà nó boot lên á, rồi mình tiếp mình test. Ốc màn hình á mình chưa gắn nha, chưa vội gắn vội. Nè,
Cảm ứng ok ha. Rồi mình lấy tay á, mình tích vào cái icon bất kỳ như video đi. Mình rê nè, xung quanh nè. Rồi mình thấy cảm ứng nó mượt mà ha. Trên dưới nè. Đó, mình thì mình cứ test thoải mái đi. Trà đều coi. Nó có đi điểm chết nào không ha. Trong trường hợp mà cái cảm ứng mình ok á, bắt buộc nó phải mượt mà, không có điểm chết và không bị loạn, bị liệt ha. Đó. Như vậy là quá ổn cho một cái cảm ứng mới. Đồng thời nó mình sẽ được test 3 ngày ha. Trong quá trình đó mà nó bị trục trặc gì á, bị lỗi gì đó, thì mình sẽ được đổi cảm ứng mới. Ok. Đó, mình test nút home luôn nè. Bấm nút home nè. Bấm vào home. Ok nha luôn. Nói chung là thay cái này khá dễ. Rồi, tiếp theo đây á. Mình tắt nguồn đi. Mình sẽ gắn ốc cái màn hình lại. Đó. Ở đây nào mình sẽ nhấn cái mấy cái phần ngàm của cái màn hình xuống ha. Cho nó sát xuống. Rồi. Mình lấy 4 ốc của cái màn hình mình gắn vô. Nói chung á, cái này ở đây là mình hướng dẫn cho các bạn mà chưa biết, hoặc là các bạn muốn tự thay cái màn hình cảm ứng hoặc tự thay pin ở nhà, thì các bước làm tương tự như vậy ha. Chứ còn nếu mà mình thay á thì nó nhanh hơn, hoặc là mấy bạn thợ thay á, không có hướng dẫn cho ai á thì nó sẽ thay nhanh hơn ha. Trong trường hợp mà cái cảm ứng của mình á, các bạn để mà màn hình của mình nó vô bụi á, thì mình lấy cái băng keo giấy á, đó, mình chấm chấm nha. Còn trường hợp mà mình lỡ cái băng, làm cái băng tay của mình nó dính vào màn hình á, mình lấy khăn mình lau lại nha. Đây mình sẽ bắt ốc chéo một con bên góc này rồi, mình con bắt chước. Nói chung các bạn xem video của mình á, cái hướng dẫn này các bạn thay cũng dễ ha, không cần phải ra tiệm đâu. Mình chỉ cần mua cái cảm ứng mới hoặc cái màn hình mới hoặc pin mới, mình về mình tự thay được. Rồi, cái con ốc cuối cùng. Thì sau khi hết 3 ngày á, mình sẽ tháo cái găng ti này ra, găng ti bên trong nè. Và găng ti bên ngoài ra, có gì trong trường hợp đó mình có thể mình dán kính cường lực á để bảo vệ cái cảm ứng ha. Đó. Siết chéo hết 4 con. Là xong. Xíu cho nó chặt lại sao, ép cái màn hình lại. Đó, như vậy nó xong rồi. Còn ở đây mình nói thêm, và khi mà các bạn mà đã test ok á, đồng thời á, cái cửa hàng bán linh kiện á, nó không còn bảo hành cái màn hình cho mình nữa, thì ở đây mình sẽ dùng một cái keo dán ROM mà dán quyền màn hình E8000. Keo này á mình đánh giá là khá tốt so với các bạn dùng cái keo dán ROM LB7000. Đó, mình dùng miếng tiếp keo này nè. Rồi, mình dán quyền lại cái cảm ứng ha.
đó, các bạn mở cái hộp keo ra, rồi các bạn đi một đường nè, ở đây là bên Vĩnh Thông nè, đi bốn góc luôn nha. Các bạn đi vừa, đừng có để nó keo lem nhiều quá. Mình cảm thấy là vừa đủ ép chặt. Tùy mình đi một đường á, rồi sau đó mình ép xuống á, là keo á nó lan ra đều xung quanh này. Rồi sau đó mình đó, các bạn gỡ găng tay ra, đẩy xuống, ép chặt xuống ha. Sau đó dùng dây thun á, mình buộc lại. Ở như ở đây á, mình nói lại cho trong trường hợp mà có bụi màn hình á, các bạn dùng keo giấy á. Rồi các bạn như một keo giấy nè, mình sẽ chấm 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 vào cái màn hình á, mình lật cái này ra, mình chấm chấm vào cái màn hình á để nó hút bụi ha. Còn trường hợp mà nó dính bằng tay á, mình lấy cái khăn á, mình lau mình chùi. Rồi màn hình ổn ha. Đó, nó mượt mà. Nói chung á, so với cái màn zin á thì màn này cũng khá ổn. Tuy là cái màn linh kiện á, nhưng mà nó cũng khá ổn ha. Test thoải mái. Vậy là ok. Rồi, khi mà mình dán keo xong á thì mình sẽ lấy dây thun mình cột lại ha. Rồi, các bạn cột càng nhiều càng tốt. Càng cột mới cho nó kín cái cảm ứng luôn. Bên đây là mấy cục nung dài ha, tại vì cái cạnh của nó dài. À, mình để sát vô. Cục càng kín càng tốt ha. Càng sát vô thì của mình nó không bị hở nữa, nó chặt. Mình canh sao cái khoảng cách của nó càng sát với cái viền nó càng được. Chờ cho keo á của mình á, nó khoảng mấy tiếng sau á nó khô là mình sử dụng được rồi nha. Găng tay á mình vẫn giữ nguyên nha. Trong trường hợp mà các bạn không thích á thì các bạn sau khi khô keo khô á mình lột ra rồi mình dán cường lực vô đây cho nó đảm bảo. Rồi cái video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách thay cảm ứng cho cái con iPad 4. Model của nó là A1460 ha. Và cái cách thay này các bạn áp dụng luôn cho cái iPad 3, hoặc là từ cái cách này á các bạn có thể thay được cái màn hình hoặc là bị thay pin cho cái iPad 4 ha. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.